Đèn pin đội đầu 8 bóng LED siêu sáng là một trong những loại đèn pin mà độ sáng của nó là tối ưu nhất hiện nay. Là sự lựa chọn số 1 cho việc đi phượt, câu cá, săn bắn, bảo vệ hoặc làm việc trong hầm mỏ. Chất liệu đèn, hợp kim nhôm ABS. Loại pin sạc 2x1500mAh. Điện áp 37VDC. Tuổi thọ 100.000 giờ. Thân đèn gập được 90 độ. Thời gian chiếu sáng một lần sạc 3 giờ. Đèn có 6 chế độ sáng. Trọng lượng 250g. Khả năng chống nước mưa theo chuẩn IP4. Chống cháy nổ. Dây đeo đầu có thể điều chỉnh độ rộng cho vừa đầu. Sản phẩm có 2 pin và sạc đi kèm. Đèn pin siêu sáng đội đầu 8 bóng LED là sản phẩm được thiết kế tiện dụng, thông minh và gọn nhẹ, có phạm vi chiếu sáng cực kỳ ấn tượng, sẽ làm bạn ngạc nhiên. Bạn có thể sử dụng đèn pin để sửa chữa, đi cắm trại, du lịch, dã ngoại hoặc sử dụng trong những lúc mất điện và trời tối. Sản phẩm còn có thể chiếu xa 200m, đèn có khả năng chống bụi bẩn. Để chuyển giữa các chế độ sáng giữ nút bật vài giây. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng và một đổi một trong tuần đầu tiên nếu lỗi do nhà sản xuất. Inbox shop để nhận giá ưu đãi. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi.